xin chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Ngày hôm nay thì em muốn anh Tư làm clip gì đây, nói đi. Là hôm nay anh Tư thử thách em đặng có tiền đổ xe nữa đi anh Tư. Trời ơi Quy Hoàng ơi, thử thách em mấy lần là em thua, anh Tư thấy tội nghiệp em quá trời luôn mà thử thách gì nữa. Thôi cái xe em là mình gác lại đi, qua sang năm mình làm được không? Thôi đi anh Tư ơi, khách Tết rồi đặng em có xe em đi ăn Tết nữa anh Tư ơi. Đúng. Bây giờ là em muốn anh Tư thử thách gì chứ, à bữa là bảy chim thất bại nè, đi đua đây cái tóc thất bại nè đó. Bây giờ anh Tư á là cho em chọn nghề luôn đó, em giỏi cái gì? À em có anh Tư ơi, nói đi. Là hôm nay anh Tư cho em làm một lượt hết luôn anh Tư. What? Ủa một lượt hết là sao, em nói em không hiểu à? Thì là nha, là em giỏi nghề bắn cá nè, bắn chim nè, đua đê nè. Hôm nay anh Tư gặp là em làm một lần luôn. Ha, tổng cộng 3 thứ lại luôn. Đúng rồi. Em có tham quá không Hoàng, đã một thứ là em làm xong rồi, bây giờ là tổng cộng 3 thứ lại là làm sao mà mình quay hết được em? Năm. Tại thì cái ví dụ lui rê thua đi thì bắn cá thắng. Còn bắn cá thua thì bắn ná nó thắng. Thông minh lắm. Vậy cũng được, hay nha. Thì Quy Hoàng nó gấp rút kiếm tiền đi độ xe bạn ơi, thì các bạn biết rồi, sắp Tết rồi còn có nhiêu ngày nữa đâu. Mà cái xe của Quy Hoàng thì còn nó nằm trên nền chưa sửa được nha. Thì nói chung là phải cần tiền. Tại bây giờ là Tư thấy em nói vậy cũng đúng thôi. Thì bây giờ là em muốn bắn ná nè, với lại lu rê nè, với lại là đi bắn cá phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái lực chơi thế nào anh Tư khó giao quá em ơi, giờ sao ta? Thì lực cá lóc thì 50 ngàn, còn hái cá phi thì 20 ngàn, còn chim thì ủng chim thì nhiêu Tư? Cho Tư ra giá luôn á. Chim thì khó bán phải không? Đúng rồi. Ok, con chim thì 50 ngàn luôn được không? Ok anh Tư ơi. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Rồi thì ngay lúc này mình sẽ mời các bạn xem ngày hôm nay là clip này rất là đặc biệt nha các bạn. Thì coi thử cái tài của Quy Hoàng là gặp lại 3 mua một lượt nha. Coi thử Quy Hoàng thử kiếm tiền bằng cách là đi săn bắt thử hay được thành công nha các bạn. Hy vọng ngày nay thành công nữa nha. Nếu mà lần này thất bại là anh Tư nản em lắm á nghe. Ok thì bây giờ mình sẽ mời các bạn theo chân mình coi thử ngày hôm nay Quy Hoàng sẽ thành công nha các bạn. Let's go. Let's go. Đó thì bây giờ là Quy Hoàng sẽ làm một ba mô một lượt nha các bạn. Thì Quy Hoàng nó có hơi tham tí nhưng mà cũng không sao, thì đây là chấp nhận được. Tại Quy Hoàng nó ham kiếm tiền độ xe nha. Thì bây giờ làm giới thiệu đồ nghề của em đây, chuẩn bị ngày hôm nay đi sang. Rồi, câu em thì em để nhà em mượn có phát triển anh Tư ơi. Ok, rồi. Đó, em câu nào em chơi cũng được á. Đây là đồ bắn cá, còn đây là hồi cái ná em bắn bắn chim anh Tư ơi. Ok, hy vọng là sẽ dính con đại bàng nha. Ok anh Tư ơi. Rồi thì cái ná cá bữa phải không? Đúng rồi. Rồi let's go thôi. Thôi đầu tiên á, bạn nhớ cho like nhiều nhiều để mình có động lực nha các bạn. Chứ làm 3 môn mà thua hết luôn là quê đó các bạn ơi. Đúng rồi, 3 môn mà thất bại thì hay bị quê nha. Rồi lấy ná bắn cá, bây giờ làm sử dụng cái ná trước phải không? Bắn chim trước rồi, bắn vậy vậy chứ mới có ao lù rê bắn luôn rồi. Ok đi thôi biết rồi. Phát hiện một bầy cua nha các bạn. Trình Như Hoàng còn yếu quá, không bắn trúng nổi không. Trời trời, 50 ngàn nằm trước mặt luôn các bạn. Trời ơi. Đó các bạn ơi, Hoàng phát hiện cái cua nha các bạn. Ngá cua kia sỉ khó bắn quá. Sắp bài rồi. Trời ơi, trúng dây điện. Sẽ cái cánh nó gì các bạn? Ba viên này, một viên nữa là không thôi nha. Kì vậy? Ai quy định bắn hoài? Chết. Đúng chưa? Nó có thấm không? Đâu vậy? Ở trên cây mình đặt á. Đậu đúng bơ luôn à. Bay luôn rồi. Bay đúng cánh gì á. Đúng cánh không sao. Không còn bi. Trời ơi, bự gì sao bắn hụt các bạn? Rồi con nhát nó bự ghê, bắn hụt uổng dữ trời, con nhát ký đô quá. Sát lên luôn nội ơi, không thấy con nó không. Quy Hoàng sẽ rê cá lóc nha, bạn phát hiện cá lóc nổi đầu nha. Xe Quy Hoàng ơi. Kiếm rác rồi hả? Bắn cá luôn, bắn, bị chạy uổng. Ủa con mồi đâu? Sức con mồi dữ vậy? Giờ Quy Hoàng sẽ bắn nha các bạn. Bắt anh con mồi 100 ngàn là lỗ rồi. Sảy luôn rồi. Con này táp chắc. Vậy mà sảy mất con mồi luôn sao thôi. Phát hiện em có bị nổi đầu nha. Sảy hả? Đây nè, thấy mở hàng
món ăn không có thuận lợi nha các bạn. Đúng rồi đó. Đầu tiên hai đường mới đầu đường đầu mất con mồi nè, hai đường xa sao là xảy cá hết trơn luôn. Nè em ơi, nhưng mà rồi là quay rồi đó, phát hiện 3-4 con nha các bạn. Chín không? Chín rác các bạn ơi, tiền xảy nha. Như vậy là được một em đầu tiên nha bạn, một em đầu tiên xuất mồi. Nãy giờ mình trong quy hoàng dính ghê để cho giải tỏa cái tâm lý xui. Ok, khá là mập nha bạn. Một em uống nu thùng nù luôn, mùa này cá là bao mập luôn các bạn. Nhưng mà hơi khó bắn vốn. Ồ, cá khiến ụt của bạn nó bự ra, cố gắng cá ụt bự ghê luôn. Cá này đang nghỉ nha các bạn. Trời ơi, đó người ta đang nghỉ vẫn hụt nữa. Ngay bạn bắn xuống tình nha bạn ơi. Hả? Hỏi nó lặn lặn mờ mờ thấy không? Lộn rồi đó. Không biết là cá lóc nó phải dễ ăn đâu. Này con mờ ra dính này. Đúng rồi. Dính. Dính không? Dạ. Có dính không? Chạy đi đâu. Ui, anh tới đây, anh tới. Ui. Được không? Thôi rác cái gì mà. Thôi từ từ, từ cái chừng nó vuột nha. Từ từ. Ôi cá bự các bạn ơi, cá bự các bạn ơi, tội ôi tội ôi, cá này là trúng mánh nè các bạn ơi, cá này là 20.000 là mình lời luôn rồi. Ôi đã, trời ơi nó bự nè, ghế vậy mình chưa kịp quay các bạn xuống cần rồi. Chứ con này hồi em về em chỉ xù á. Ê đừng có gian nha, đừng có gian, có bự có nhỏ nha. Hãy các bạn mấy em vô cái bự này trúng mánh nè các bạn ơi. Nhóc luôn á. Cá đông kia nó ra đây hết rồi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ Quy Hoàng nó nở nụ cười trên môi nha các bạn, súng rồi. Lý rồi. Trời ơi, cái con này mình cầm cái xẻ tay không hết luôn, nó bự nè, ớt tổ nó bự. Ở đây con nè các bạn. Tôi hú hả? Ờ, tôi hú, tôi hú. Các bạn đang con nè các bạn. Ngay chỗ cái kẻ nó sen thấy không? Nhùm cho bạn coi nè, thấy không? Ấy, mày ơi, chết, mình sổi đi em ơi. Thức quá rồi. Em mắc cười, không bóng nữa. Ông nội ơi. Rồi, chạy cái đầu. Tất quốc. Đi luôn nha các bạn, thử bắn được, đi ra gần các bạn ơi. Xa quá. Xa quá xào trúng. Này còn hơn nuôi nữa. Rồi, tất quốc nữa rồi. Cái tất giỡn kỳ lạ vậy. Rồi, bắt lên thì biết liền gì. Lại chết à, chết không? Lần này thì không chịch nha bạn. À, nhiều lưới. Chết cha với cái lưới rồi. Quay lưng lại ngay chỗ cái tàu đá vừa thẳng ra thấy không, cái mỏ đó thấy không? Cái biển của nó các bạn ơi. Trời ơi, cái biển của nó thấy không? Có. Mờ nó nặng luôn, mờ cái chỗ đọt vừa nè. Hai chỗ cái đuôi vừa. Tắn thì đợi, chắc kia nó không nổi. Bắn cá bự, có cá bự giữa, con bự lắm nha. Cái này giống như mình bắn đại với bắn ngọn lạc á. Không, con này trúng kia. Trời ơi, nãy hôm qua nó chưa có ngồi lên tiết thì tiết cá nó bự hết hồn cái miệng nó luôn. Nó lại bày ra quay luôn nha. Bày ra ngồi ra đi luôn. Rồi, thử thách Hoàng bắn một bầy cá nha bạn. Nhiều con rồi, sắc rắn nó sụt. Không dễ ăn. Con đại khó dính lắm. Đằng kia, tuốt kia có con bầy nữa thấy không? Trời ơi, chạy dành các bạn ơi. Chạy, dính không? Dính rồi. Cầm ơi. Em biết dính hay hả? Dính rồi. Nghe cái bọc em biết. Ui xa. Oh shit. Oh shit. Ôi, cá siêu to. Các bạn thấy không, bắn cá cỡ này mới là ham nè. Chứ cá nhỏ nhỏ này đâu có ham đúng không? Cá dày mới là mili nè. Em đang đứng không hỏi, tôi bơi sao lại. Mà em vừa tay xem té là cá tự cái chạy chứ. Uống cá bự trước hết đi. Rồi, tất quốc. Hai con thấy không, bự chứ không nhỏ đâu. Nó mờ mờ hai con nằm bá đổ có bự ngoài đó các bạn ơi. Bây giờ thấy chưa? Ở chỗ cục cây. Con bự ngoài kia ở giữa nó chạy lưng mờ mờ thấy không? Bây giờ cái dính vô rác nhiều là gỡ không được luôn á. Không quấn nhiều rác á. Ờ không lẽ vô tới đây giữ các bạn nè, dính vít đây nè. Không quấn vô cây. Không quấn vô cây bự luôn hả?
Chết cha rồi các bạn ơi. Vậy hãy lội xuống gỡ rồi. Chăng cá này mạnh nè. Nó bự nó bường phải không? Nó bự nó mạnh nó bường á. Rồi về teo của Hoàng hết rồi bạn ơi. Bọc cái gì vậy? Bảy cái bao gì á. Bao gì đựng cái gì vậy ghê vậy? Làm biết. Coi thử coi có cái di động cá hay không. Em làm dở lên thôi. Đưa quay thử coi. Cái này tôi nghi là một là người ta động cá hay ruột hay gì nè. Các bạn phát hiện một kho báu vật nha bạn. Vật lạ đang nổi trên sông, các bạn sẽ dở thử nghe. Một là chắc hay là một cái túm cá đúng không? Bạn nói cái gì các bạn? Con gì chết. Không lẽ con gì chết ai giục vô cái vậy? Lôi luôn nếu con gì chết để bà để kinh ô nhiễm lắm. Hả? Ghê quá. Cái gì vậy? Nè, vậy? Thôi. Ủa em dở lên cái này thôi. Trẻ hả? Cái gì vậy? Thôi. Quay cho. Thôi thôi, không lắm nấy rồi. Em lấy thôi đi. Lo lên nguyên cái ông ai nằm dưới đó. Cái này là một cái con gì vậy ta? Nó bự lắm. Hả? Bự lắm, có em nha. Thôi bậy quá. Cái bao bự lắm. Không phải đâu, cái này là những con gì thôi. Ủa thì em lôi lên, lú lên cái thôi được thôi. Nặng quá. Thôi, vậy đi. Chết người. Ghê vậy? Lôi thử coi làm gì không lôi lên nổi. Anh Tư lôi đi. Trời trời. Đây là cái gì vậy ta? Không phải, nó nặng là do nó dính rác ở dưới á. Mà. Thấy không? Đó nó bự lắm. Con bỏ đi. Hay gì đập Phật. Cái này là một. Phải không? Bỏ đi. Tâm linh. Hay gì đập Phật. Thôi đi 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 không ạ? Mở thì thiệt không? Dám mở không? Ê, ví dụ mà thiệt thì mình báo công an. Không quan cái tố giả mày không tin. Không có đâu. Em mở thử cho bạn coi thôi. Thì thật ra ví dụ gì mình giúp thôi chứ mình đâu có phá gì đâu sợ. Em sợ mà. Cái gì đâu sợ. Em kéo lên Tư lo. Ừ, kéo lên đây anh Tư mở lên phụ cho. Anh Tư lo cái tàu vừa lên nó rộng. Bạn thấy không? Bự lắm. Nè, Tư lo lên đi. Rồi mạnh lên, lo mạnh lên nói không? Chụp hình, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Ok. Các bạn thấy ở đây là một cái, cái... Một là mình nghi ngờ cái con gì, hai là nặng dữ lắm. Thôi bỏ đi. Cái này có 2-3 chục. Thôi bỏ đi. Hy vọng có người phát hiện đây nha bạn. Mấy anh em mình Thôi, em tò mò quá à. Anh tháo lại ra đi. Anh tưởng phụ em mà cũng giỡn chứ. Cái này có dấu cột dây luôn nè, thấy không? Không nổi. Ủa em gịch tới đó không nổi, lẹ lên là mạnh hết ra lên. Không té dữ luôn. Nè, trôi lên nổi anh Tư vậy tay mà té vậy luôn. Mình mạnh lên bờ là anh Tư cắt dây là được rồi. Không có lon bờ lắm, con dây em rút là nó ruột ra rồi. Nó còn dây thấy không? Không em rút con dây ra thôi, em rút con dây ra thôi. Em rút con dây mở ra thôi. Mày dít ra anh thấy à. Rút dây cái dòng dây rút đó. Ghê quá ha. Cái này là cái gì trong đây vậy bạn? Cột chặt lắm bạn ơi, 2-3 bó dây cột lại đó. Mà anh em mình nghi ngờ trong đây là một bự lắm. Đúng rồi. Cái này có khả năng mấy anh em mình vô báo công an thì được. Báo công an mở ra cái con động vật cái quê luôn. Bự lắm. Các bạn ơi, Quy Hoàng. Hả? Mượt quá. Các bạn ơi, Quy Hoàng nó mượn cái cần của Ba Ke nha các bạn. Đó, cá mới tắp. Các bạn biết sao, nãy nó mới báo con mồi 90.000 rồi. Thôi thì con mồi như mình chịu cho nó nha các bạn. Còn giờ là cái cần của em mượn Hoa Ke là hư là em chịu nha. Anh Tư giao trước rồi đó. Đó, cá mới được con các bạn, thấy không? Một con 50.000 ráng kiếm đi, nãy mình bắn cá về nha bạn. Giờ mình sẽ đi ghê nha. Coi thử ngày nay Quy Hoàng rêu có dính không. Quy Hoàng nó hù bắn cá vậy mà ít tiền quá. Con 20.000 chua hả các bạn? Đúng rồi. Lâu quá. Hồi nãy em đi gặp bao đó em sướng tinh thần luôn.
Thôi bỏ, đừng nói chuyện đó nữa. Cái nào xui mình bỏ đi. Giống hết tinh thần luôn rồi nè. Cái cần có ba ke thì quăng khỏi chê nha, bạn xa thấy ghê không? Ba ke được, cái ông ngu mà được cái cần xịn. Câu dở mà nó đầu tư cần xịn phải không? Không, ba ke nó câu cũng được, nhầm khi anh hên nó dính dữ lắm. Em lại vô đó ông quăng hỷ chứ cuối kia các bạn. Có anh anh chỉ có bè hồng rồng nha bạn. Người bạn vô quăng hỷ dính hay không nè. Dính rồi bạn ơi. Trời ơi, xảy rồi. Ủa gì vậy? Văng cá lên xảy rồi. Bởi vậy câu gì dở rồi trời, 50 ngàn bạc. Trời ơi, táp đường đầu luôn. Dính nữa, dính nữa, dính nữa. Táp nữa. Trời ơi, táp nữa. Ủa này hai con táp luôn bạn ơi. Dính lưỡi cho, cái dính lưỡi cho. Vậy là con thứ hai nó táp luôn bạn ơi. Cái này mà có con mồi mềm ngon hơn quá à. Cái gì chạy dữ quá. Cá bự bạn ơi. Cái này rồng quăng bính rồi dính vào đây quăng dính. Quá dữ. Quá đẹp bạn ơi. Gật gật, họ cầm gì bảnh luôn đi. Chết cha, dướng xe tư không? Để xe giữ đường. Vậy là quy hoàng được con đầu tiên nha bạn, cũng khá là bự. Cô Lý, chuyển qua cái môn này vô gió lẹ ăn hơn bắn cá nha, bắn cá lâu quá. Ok, vô bộ nha bạn, một con đầu tiên. Thủ ra, thủ ra. Cái anh này nãy chỉ mình đi cái lốc nha bạn. Bây giờ cái xe nằm dưới đây. Cứu xe này lên. Cứu bạn lại phụ. Phát hiện mềm rồng nha bạn. Hai cái lóc nặng hai rồi. Ê, đây, ổn rồi đó. Cơ hội Huy Hoàng kiếm tiền nha bạn, 50 ngàn nha. Hai cái mụn lắm á. Ôi, được rồi. Bữa ông công rồi, cái chẻm dính lên con. Nha yeah. Rồng thiệt đã đâu, ta không tháp rồi. Hai cái lóc nằm ở dưới bèo rồng luôn. Cơ hội rõ ràng luôn. Thấy còn nằm dưới nhiêu bạn ơi. Còn nằm không? Quá nhanh gọn. Khá là các cái. Cái nổi. Phát hiện cá nổi đầu Huy Hoàng nó mới vừa quăng 1 phút 30 giây lụm nha bạn. Cá này 50 ngàn quá mắc luôn bạn ơi. Chết luôn rồi. Nhưng mà không sao, ok, một con nữa. Mương này bữa nè, ở cá mới ốc ốc quá nè bạn. Đó. Trời ơi, xảy.
còn tháp nữa đó. À, từ từ đi, đừng rối, đổ lộn, đừng ráp. Trời ơi, nó phục nữa. Còn nằm dưới đó. Trời ơi, lẹ à bạn ơi. Lẹ dữ vậy trời, thấy cái lóc nổi đầu chưa kịp mở máy lên. Ông nội ơi. Trời ơi. Nhanh dữ hả? Trời ơi, cá này nó mập dữ rồi trời, nhỏ xíu mà nó có trứng gì mà bạn ơi. Đất ơi. Bạn thấy không? Quý bạn nó lẹ như tia chớp bạn. Mình chưa kịp mở máy luôn á. Như vậy là quý bạn này khá thành công các bạn. Mới chạy ra luôn. Rồng 18 á quý bạn. Qua nào bạn đi. Cá bự á. Thì không táp à. Rồi. Cá lóc nó vô đây rồi, vô đúng rác rồi rồi. Bỏ hay sao? Lóc 1 kg rưỡi luôn. Cái lóc nó đầu nha các bạn. Nó dòm thôi. Thấy nó luôn, chảy rồi. Đó nằm đến tao vô ra. Còn nằm nha bạn, cái lóc nó đầu còn nằm. Còn có 2 con nữa. Đá một con luôn hả? Còn rõ con cá nó bự. Chảy hả bạn? Sao làm dữ vậy, đùng dữ vậy? Giật cái gì nó giật lên nhanh lắm. Không. Phát hiện một rồng luôn nha bạn. Trời ơi, quăng gì sao được. Quăng lên bờ á. Không được đâu, quăng vậy là không táp đâu. Trời ơi, cũng may rồi bạn ơi, nó vòng qua kia nó thớt qua đây. May mắn cho Quy Hoàng. Rất là may cho Quy Hoàng, cái văn nó bảnh vòng qua đây bạn ơi. Trời ơi. Quá này xảy rồi. Văn nó bảnh vòng qua đây mà cũng dính được, hay thiệt. A few moments later. Đó các bạn ơi, thì kết quả ngày hôm nay thử thách Quy Hoàng bắn cá nè, đu đi cái lóc nè, với lại bắn ná nha các bạn. Thì được 5 cá huy nè, cho 20.000 con đi là 100.000. Rồi cái này là 4 cái lóc. 4 con nữa là nhiêu? 200 nữa là nhiêu? 300.000 nha các bạn. Ok. Sắp đủ tiền đổ xe rồi. Ok, thì ngày nay bạn phá thành công bạn ơi, với cái tài mà đu đe cái lóc với lại bắn cá nha, với lại bắn chim chưa được nè. Bắn chim là không được các bạn ơi. Thôi thì ngày nay mấy anh em mình cũng hết hồn hết vía với cái vụ mà đi gặp cái bao các bạn ơi, cái bao sắt. Thì mấy anh em mình cũng bỏ qua cái đó được nha. Thì ngày nay mình đã thử thách Quy Hoàng thì sắp có tiền đổ xe, nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ cho Quy Hoàng thử thách tiếp nha. Để có tiền đổ xe để kịp cái dịp Tết này chơi nha các bạn. Còn bây giờ xin chào các bạn, bye bye.